Hello, xin chào nhà. Đem lên con đầu tiên nha. Một con đồng hồ Red của Mỹ nha. Nó rất đẹp. Dáng tăng nha. Không phải tròn đâu cả nhà. Size của nó là 43. Con này em bán là 1850 bao ship nha. 6 kim thứ thứ ngày 24 giờ. Dạ quang La Mã nha. Đây cả nhà, dạ quang nè. Đó. Dây nè. Còn nguyên siêu nha. Nguyên tem đáy khóa bấm nha, 1850 bao ship đó nha, mặt xanh đen rất là độc, bấm nhanh qua thứ, bấm nhanh qua ngày đó. Hàng new chưa qua sử dụng của Mỹ nha. Rồi. Rồi con đó là của Mỹ đúng không, em qua cho cả nhà một con của Pháp nè. Đó, mới nguyên hộp luôn, của Pháp luôn. Có thêm đồ mắt dây nè, mở mắt dây. Giá thì cực kỳ yêu ở nhà luôn, 1180 bao ship nha, mút của Pháp. Đó, mặt hai lòng. Size của nó là 40. Bấm giờ thể thao nha, 6 kim bấm giờ thể thao, dây thép đúc khóa bấm, còn nguyên táp nè, nguyên siêu nè. Đó, máy Nhật nè. Chống nước 100 m đáy xoáy. Mặt hai lòng, dạ quang cọc số La Mã nha, 1180 bao ship. Rồi em qua con khác nữa nha, full box nha. Rồi lên lại của Mỹ nữa nha. Đó, Automatic Canico New York. Đây, giá mới của nó là 210 đô nè. Đó, em bán cho cái nhà 1680 luôn. Có tay nha, con này size 44. Đó, 21 chân kính nha, Canico New York nè, 1680 bao ship nhớ nha, size 44. Đó, dòng lộ cơ có tay, mặt cực kỳ ngầu luôn. Đó, hàng new nha, chưa qua sử dụng nha. Rồi đọc lại em lên cho nhà một con Citizen Sừng Châu, độc lạ luôn, thép đúc đó, quá trời ngầu, quá trời đẹp. Citizen Sừng Châu nha, gọi là Bullhead gì đó nè. 6 kim bấm giờ thao, size của nó đo ngang là 42 nha, 42 càng cũng 42 luôn, độc lạ, dây thép đúc 6 kim. Dừng reset nè. Rồi, đây là dạ quang. Đó, dạ quang sáng nha cả nhà. Đằng sau của nó nè. Rồi, em quan khác nha, 6 kim có một ô cửa lịch nha. Nè. Giáp ba gì mã hiệu này nè. Đó. Rồi tiếp theo qua một con của Mỹ nha. Đây độc lạ nè cả nhà. Con này là Ford Shield của Mỹ, Automatic nha. Rồi, rất là độc luôn. Đây, size của nó là 40 45 cả nhà ơi. 44. 44 nha. 44 càng 51.5 nha, tay 16 được luôn. Đó. Thì con này hiển thị cho mình là thứ ngày tháng nha. Đằng sau là cả nhà, máy nó nè. Đó, rất là đẹp nha. Đó, cái búa nè. Đó, có tay. Rồi, ấn nhanh có 3 nút để ấn nhanh qua tháng nè. Thứ nè. Ngày nè. Đó, rất đẹp, dây hết đúc khóa bấm. Dây tay 18 nha. Dây tay 18 nha nha. 1980 bao ship nha. For sale. Mặt cực đẹp, mặt 3D. Rồi. Đây, hàng VIP cho cả nhà đây. Croton. Thì cái hãng này là hồi đó là của Thụy Sĩ mà bây giờ được Nhật mua lại rồi. Đó, mặt của nó nè. Đó, rất rất đẹp.
kính sapphire nữa, dây như chiếc lắc kìa nè, dây 20 bản, dây là 27, đeo đã không, đeo giống như chiếc lắc tay, dây thép đúc, khóa bấm, máy là máy Citizen 21 chân kính, có cốt tay nha, đằng sau bắt 4 con ốc rất đẹp, kính sapphire nguyên khối luôn. Đây sapphire red rattle nè, Japan automatic nha, là máy Nhật, chống nước 100m, có cốt tay 2 ô cửa lịch luôn, rút ra một nấc nè để mình chỉnh thứ chỉnh ngày. Đó, rút ra hai nấc để mình chỉnh giờ. Đó. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Size của nó là hơi bị bự nha, size 40. Càng của nó là đây, 51.6 cho 52 đi. À, đeo lên tay nè. Khóa bướm khép đúc, dây cực dài giống như chưa cắt luôn. Dây 21 22 nha. Khóa bấm nè. Bung ra là cả nhà nhìn coi. Bản dây nè. Đó. Hàng khủng nha cả nhà. Kính sapphire. Để coi có dạ quang không? Dạ quang kim nha. Rồi. Đây. Con cơ này em sale luôn nha, Baroware. Đó, em sale vốn luôn 1680 nha cả nhà. Cái này là dưới giá vốn luôn, 1680 bao ship, máy Citizen 21 chân kính nha. Baroware của Nhật, 21 chân kính, máy Citizen đáy xoáy. Size của nó là 42. Có cốt tay. Đó, dạ quang sáng nha. 1680 bao ship. Đây, con này Thomas đơn so hàng new, 1850 luôn nha, mới nguyên hộp nè. Của Anh Quốc, Thomas đơn so còn nguyên táp luôn. Chưa qua sử dụng nha, có cốt tay. 1850 nha, hàng new nha. Size 43. Đó, đằng sau còn nguyên siêu luôn. Đó, nguyên tem đáy nha. Chưa qua sử dụng. Con này ngoài cửa hàng đang bán 6-7 triệu hay 8 triệu gì vậy. Rồi. Con này cũng vậy. Con này em bán 1750 nha. Màu Woman In Motion là cơ của Seiko. Automatic nha, size 41, máy NH39A24 chân kính nha, chữ code 41 tiếng. 1750 luôn, full box bao ship. Rồi, tiếp tục em lên một con đồng hồ Tommy. Đó. 850 bao ship luôn nha cả nhà. Kiểu dáng rất là ngầu, rất là đẹp, size to, dáng thể thao, đáy xoáy. Đó. Size rất to nha, size 45.6. Càng là 456 nha. Nếu đo chéo là cỡ 46 đi. Đó, 6 kim. Bao đẹp luôn. 850 bao ship luôn. Đây một em đồng hồ cơ Seiko dòng lặn chống nước 200m nha, niềng xoay kính sapphire. Đó. Sale luôn nha, 1880 bao ship nhỏ nha. Size 41 kính sapphire. Càng là 50, có cốt tay. Nấm cổ chai chống nước nha. Cốt tay nè. Rồi có Hacking Stop nè. Đó. 1850 luôn, bao ship. Dạ quang sáng nha. Seiko máy NH35A24 chữ kính nha. Mặt của nó là mạng nhện nè, độc lạ. Rồi. Đây cả nhà. Burberry size 40 nha. Kính sapphire Thụy Sĩ nè, Swiss Made. Hãng thời trang của Anh, được sản xuất tại Thụy. Size 40 nha, kính sapphire. Size 40 nè.
Đó, dây thép đúc khóa bướm, một con đề mi vàng, một con full vàng luôn. Đó, 2 triệu 9 nữa nha. 2 triệu 9 nha. Đây, táp của nó đây. 995 đô nha. Đó. Em che cái mã đi, mất công bị bóp. Chạy hai cốt nha. Hai cốt. Đó, 2 kim rưỡi nha cả nhà. Đó. Rồi. Còn không thích thì chơi mấy con này cũng ngon nè cả nhà. Lên tay cực kỳ sang nha. Mà có 1.280.000 thôi. Kính sapphire. Size 39 nha. Có ô cửa lịch luôn, dây thép đúc khóa bấm, khóa bướm nha. Đó, đề mi vàng. Đây, một em đồng hồ Casio pin năng lượng nha. Đó, sản xuất tại Thái Lan, full titan luôn, khóa bấm. 4.8 bao ship nha. Size đo ngang là 41. Như con này cỡ size 39 nè. Càng 44 nha. Đó, 4.8 bao ship nữa nha. Rồi, lên cho cả nhà một con đồng hồ Casio độc lạ nha. Con này có tuổi trăng thủy triều, chạy cơ chế 2 kim. Đèn xanh. Này, xem thủy triều nè, tuổi trăng nè. Bấm giờ thể thao, điểm ngược thể thao. 5 báo thức nha. Đó, giờ song song chỉnh kim. Đó, độc lạ. 4.8 bao ship nha, size 46 ngang. Còn nếu đo ở trong cỡ 42 à. Càng thì cỡ 4 mấy nha, tay 16 thoải mái nha, càng cỡ 47. Đó. 4.8 bao ship nha. Đây, con này 1280 nè cả nhà, hàng new nè. Size 42, kính vòm. Đó, dạ quay học trò, dây thép đúc. Mới tinh luôn, dây chưa cắt nha. Khóa bướm. Đó. Của Nhật nha. 6 kim lịch lọc size 42. Dạ quen sáng. Đó. Quen sáng nha. Rồi, một em đồng hồ trái đất độc lạ. Đó. Chính hãng nha, new full box nha. Con này giờ có nhiều hàng nhái lắm. Con em là bao chính hãng luôn. Đó, size đâu để coi, phải kính sapphire không? Không. Đây, size 40 đâu để coi, 43 42.5, càng 42.5. Form đĩa bay nha. Đó, ở chính giữa trái đất là phút, còn mặt trăng mặt trời là giờ nhớ nha. Mặt trăng mặt trời là giờ nha. Đó. 850 bao ship, mới nguyên hộp luôn. Đây em còn nhiều con đồng hồ smartwatch 2 inch nha cả nhà. 880 bao ship kèm dây da nha. Size 51. Full tiếng Việt luôn, có nút xoay vật lý nha. Đó, hình rồng này. Thì em sẽ gửi cho cả nhà nguyên siêu luôn, cả nhà về tự sạc pin nha. Đó. Đây, full nút xoay nè, có nút bấm nè. Nghe gọi, nghe nhạc, nhịp tim, huyết áp, oxy. Đó. Âm nhạc luôn. Có la bàn luôn nha cả nhà. Đó. Có đo đường huyết, nhiệt độ cơ thể, áp suất khí quyển, độ cao nước biển luôn. Đó, rất là nhiều chức năng. Màn hình nè, rất là sáng, rất là đẹp, chip khỏe luôn, pin trâu. Bao đẹp, 880 bao ship nha, vỏ thép, màn kính tràn viền luôn. Đó, chưa ai có cả nhà ơi. Đây, em còn nhiều con đồng hồ rồi. Đây, đồng hồ không minh em còn rất là nhiều nha cả nhà.
500 530 bao ship mà. Đi mưa tắm bơi gọi bơi lội thoải mái. Còn đây vỏ thép màn hình AMOLED nè. Đó, cực kỳ đẹp luôn. New full box nha, 850 nè. Đó. Còn rất là nhiều quá nha. Đây, con này 730 luôn nha cả nhà, bao ship nha. Con này có thêm đèn pin nữa nè. Pin cực trâu nha. Chống nước đi mưa bơi lội thoải mái. Có nút xoay nè. Có hình rồng luôn nè. Đó. Full tiếng Việt nha. Có la bàn luôn. Đó. Có đo huyết áp, nhịp tim đồ, nghe gọi thoải mái luôn, 730 bao ship nha. Đây con này thì nguyên hộp luôn. 1380 luôn nha, Seiko Wired dòng phi công kim choi. Nguyên hộp 1380 bao ship luôn. Có nút xoay à. Nút xoay nữa nha. Xoay niền trong, độc lạ. Dây thép đúc khóa bấm, còn thêm một mắt dây nữa nha. Đây, em còn một con đồng hồ Tommy Hilfiger nữa nha. Hàng new. Rất rất đẹp luôn. 1780 bao ship mới nguyên hộp nha. 6 kim. 24 giờ thứ ngày. Đó, niền băm nha. Size của nó là 46. Đó, new chưa qua sử dụng. Khóa bấm. Đây, cái con 530 nè, em cho nó vô hồ cá được luôn nè cả nhà. Đó, vô hồ cá nhúng nước rồi thoải mái, đi tắm đi mưa rồi thoải mái nha. Nó có 530 chùm phân khúc luôn. Đó, đồng hồ thông minh 530 full tiếng Việt bản quốc tế. Đó, anh em nào tay nào đeo cũng được hết, đo huyết áp, nhịp tim, chip khỏe. Đây. Đó, nhịp tim, trợ lý giọng nói rồi nghe gọi nghe nhạc thoải mái nha. Đó, cài được hình con rồng, có nghĩa là chip nó khỏe đó nha. Đó. Có 530 bao ship, hàng new full box nha. Đây. Con này thì 650 nha, dán tăng. Đó, màn rất đẹp, màn to. Màn đẹp cực kỳ. Full tiếng Việt luôn. Đây con này hàng new nha cả nhà, bao chính hãng nha, 850 bao ship luôn. Mini Focus size 44, 6 kim bấm giờ thao và quang sáng nha. Dây đề mi xanh dương, dây thép đúc nha, rất là nặng cả nhà, cực kỳ nặng luôn. Đó, ở bên ngoài nó có cái sợi dây cáp nè. Đó. 850 bao ship nha. Đây em còn hai cái tai nghe AirPods nha, hàng new. Đó, Android hoặc iPhone đều xài được nha. 280 bao ship, một cái thì có cao su, một cái thì không. Cả nhà thích con nào thì lấy con đó nha, hàng new nguyên siêu luôn. 280 bao ship nha. Tai nghe không dây. 280 bao ship. Đây, Citizen 1.080.000 bao ship nha. Size 42. 6 kim bấm giờ thao, một ô cửa lịch nha. Dây thép đúc khóa bấm. Đáy xoáy còn nguyên tem đáy nha. Đây, còn nguyên tem đáy. Lột ra là mới tinh luôn. Đó, size 42 nha, 6 kim. Đây. Adidas Anh Quốc. Sale luôn 950 bao ship nha. Hàng new, chưa qua sử dụng, size 41, vỏ vàng. Đó, dây khóa đồ mới, chưa qua sử dụng. Thứ ngày 24 giờ nha. Đó, 950 bao ship. Rồi thôi, hôm nay em tới đây thôi. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Em xin hết nha.